Tí nữa mới làm con. Ờ, gió sau vẫn nhà rồi. Xin chào các bạn. Thì bọn mình đang chuẩn bị làm lại cái lán này. Tối hôm qua bị gió nó thổi nên là đứt hết dây rồi. Dây mình cứ gọi là dây chân trâu đi nhỉ. Vì là cái lá nó giống cái móng chân trâu này. Thằng cu nhà mình nó đang đòi làm cái võng nên là mình làm cái võng trước cho nó đã. Muốn làm võng cho con à? Mặt đấy đúng rồi, ba mặt này đây. Đây là cái hành này các bạn này, mình mua một lạng đấy. Chỗ này là một lạng hành nhá. Nguyên liệu chính của món ăn hôm nay, cái này là thịt bò này. Mình mua 3 lạng nhá. Cái này thịt bò á? Ừ, thịt bò 3 lạng này. Thịt bò đấy. Cái này thịt lợn nái. Cái này thịt bò kìa. Cái này thịt lợn nái các bạn này. Hai miếng này với miếng này là tổng là 5 lạng. Cái này là thịt non hơn. Cho to lên cho có thang. Còn đây là cái ruột ruột non của con bò. Tí nữa bọn mình sẽ đúc dồi vào cái này. Lúc nó nhiều mỡ lắm, mình tước bỏ một cái mỡ rồi. Còn thừa thì bọn mình sẽ nướng. Đây toàn bộ cái ruột non của nó. Với lại cộng với lại tỏi nữa. Đây tỏi. Tỏi út thì dập cả ấy thôi. Hôm nay sẽ chế biến món dồi bò. Dồi bò nướng. Đây để cho út đập cái tỏi. Ít rồi, nhiều rồi. Bỏ bớt đi. Bỏ bớt tỏi đi ra. Phần ruột non này mình mua 6 lạng các bạn ạ. 6 hay 7 lạng gì đấy. Mình cũng không nhớ nữa. Hình như là trong này vẫn còn nước đây này. Lúc nãy mình cho nước vào đây này. Có cả quả trứng gà. Bởi vì nó đúc vào rồi các bạn, cho trứng gà này cho nó kết dính với nhau. Thì mình không sử dụng cái tiết mà không như không làm cái tiết như lợn ấy. Thì dùng cái trứng này để nó mới cái dính những cái phần nhân vào với nhau. Đây hẳn một rừng cây bồ đề này các bạn này. Cơn bão tối hôm qua nó làm đổ đây. Ở quê mình trồng cây lâu năm này. Cây này thì khoảng 5 năm là bán được này. Như đồi này thì được 4 năm rưỡi thôi. Đây anh Cốc này. Nhau củi vào nhá. Lên đồi khá nước lắm. Ôi, chán mất rồi. Hết củi bị đạn tanh cho các bạn. Cái thịt út đã băm xong rồi các bạn. Thịt lợn. Cái này là phần thịt lợn nhá. Làm cái dồi này thì mình tìm hiểu thì các bạn ạ. Nó có cả thịt lợn với thịt bò. Chứ không phải là làm riêng thịt bò đâu. Dài. Thank you.
bọn mình cho mì chính một canh hạt tiêu với lại là nước mắm. Để Út đang rắc hạt tiêu. Nhìn ngon phết nhỉ. Tập trứng vào. Trứng này. Trứng này trứng. Ăn khác nhỉ. Thì bò nó đỏ hơn đúng không? Ai già bữa hôm nay đậm đà đấy nhỉ. Say đấy, đang say đấy. Cho cái trứng vào như kiểu là cho xi măng vào Út ạ. Còn cái những cái kia là cát với sỏi. Để làm gì bảo biết không? Hả? Xoay. Không, để cho nó dính vào với nhau mới xây được. Đúc đây nhỉ. Hơi bị khó đấy. Hả? Kệ nó đây. Có chai gì không nhỉ? Vừa luôn cổ chai à? Thế thì đúng nhà anh nhiều nhỉ? Mày cái ruột nó to. Mùi tỏi. Mùi tỏi? Thơm mùi tỏi. Chưa chạy hết đoạn rồi đâu. Đấy thì đẹp hơn. Ngọt nước rồi. Chị chỉ đã ngốt hết một là thằng nó bảo không ngon như vậy nào. Phải bóp ra quá, có xuống rồi đâu. Đây, chặt đây. Chặt chặt nốt cho nó hết tí đâu ấy xong. Hết rồi. Chặt đi. Hết chưa? Ui các bạn nhìn này. Quả này rồi này nướng có khả năng lâu chín đấy nhỉ. Khủng. Căng san ra. Bây giờ mới san ra cho nó đều đều nhau rồi chứ. Ừ thôi. Cho loãng loãng thứ. Ai da. Căng san ra hết đẹp ạ. Phút phút cho nó hết đi. Hạt tiêu nó vặn như kiểu xúc xích ấy chứ. Bây giờ bọn mình tính là vặn từng đoạn như kiểu xúc xích. Một đoạn này. Bọn mình đã hoàn thiện xong cái dồi bò này. Bảo dội cái này thì chú rửa cái này nào. Đoạn đầu của nó đi nhá. Quấn cả cái loại không có ấy vào đây Út nhỉ. Đây này các bạn này. Bảo đốt một cái cuống chuối đây. Còn rắn. Còn rắn đấy nhỉ. Còn hơn cả con rắn đấy. Tỏ thế. Ấy cho chú buộc cái này. Đây 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 buộc này. Thôi rồi rồi cắt 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 đã. Cắt đi. Xích chặt vào nhé. Bà thấy giống con gì? Cái phần này là phần thừa này. Cái phần này là cái phần đúc rồi này. To chưa? Đấy, to phết. Bằng này gì? Cái này xúc xích siêu to. Xúc xích khổng lồ. Bụi to vào nào. Để bắt đầu cho vào để nướng bạn này. Thank you.
Nam cầm máy múc cho con chứ. Hả? Nam máy múc, máy múc. Ơ, bánh xe. Bố. Bánh xe mà. À, bánh xe. Bánh xe cắt được ạ. Chuyện pin và. Sướng chưa? Nhưng mà xem nó đi không. Có một cái gì đây bố? Cái này hả? Ừ. Cái này là bố làm. Hả? Cái chỗ buồng lái. Buồng lái á. Buồng lái cho cô ngồi lái trong này này. Cả nhà ơi, bố con làm siêu xe con chú bố thế này. Bố chú. Đây, đây là cái đồ nó để ngồi. Đây là cái ngồi, đây là đổ cát xuống. Đây là bát xe. Chụp nhé, đây là bát xe nhé. Đây là thân xe nhé, đây là bát xe nhé. 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 Đây ngồi à? Ngồi lên. Không, cái này chở gỗ thôi. Chở gỗ á? Đây là chở gỗ á. Chở gỗ á. Rồi, khỏe rồi. Vâng. Anh em mà nói sao quá rồi. Biết chừng nào anh mới ra tới ngoài anh học. Nóng quá quá. Vâng, thế đi anh phải ra thăm bọn em một chuyến. Em cho anh độ tải mang về. Của mình chạy thử nhá. Đây này, cô nhìn này, cô nhìn này. Đấy, công thức 1 này. Con này trục dơ rồi. Chín rồi, lấy ra thôi. Đây các bạn ạ, món của mình chuẩn bị chín rồi này. Chín rồi em. Rồi. Đáng ở khói để nó gãy cái này ạ. Bây giờ chín rồi, bọn mình mang ra đây để ăn đây. Lần đầu tiên thưởng thức cái món này. Ủa thơm thế nhỉ. Đây các bạn này, chín kỹ rồi. Cái này nếu mà làm cái ruột to nó cũng chín nhanh thôi. Ui chà. Mà gỡ xoay cây bảo, xoay cây. Ngon nhỉ. Ờ, phải lấy cái gì chấm chứ Uôn. Bột canh rồi. Ui, bóng quá. Bột canh chấm á? Bóng. Ôi chà. Xuống nha. What? Giờ út nè, cắt ra để ăn thôi. Cắt ra đi. Giảm ra cắt đỡ nhau. Rửa tay chưa? Ừ, ok. Rửa tay rồi đi. Bố ơi, đi rửa tay cho con. Một quả này. Hai quả. Bốn quả. Nóng quá. Cắt nốt đoạn chỗ này luôn. Ừ. Bỏng à? Xuyết trà. Toàn món ngon. Bỏng quá. Mời các bạn ăn cùng mình nhậu. Ôi xa đấy. Ăn được miếng toàn chi tiêu này. Chấm nước mắm ngon hơn đúng không? Không có bia nhỉ, rượu nhỉ. Ôi. Ngon thế. Ăn nóng ngon lắm. Nó dạng như kiểu lạp sườn ấy, phải không? Ngon đấy. Chấm. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Ăn được ngon. Ngon không? Lạp sườn. Ngon. Ngại quá, nóng quá. Toàn thịt này không có mùi nhậu nhỉ. Ngon không bà? Nóng à? Ăn nóng lắm, ngon. Tiêu chí là thi thoảng mới uống rượu, uống bia thôi. Dạo này cơ thể nghe chừng yếu mất rồi. Nên là hạn chế đi một tí. Nhưng mà bọn mình cố gắng lần sau là sẽ phải có bia. Uống cho nó đầy đủ đây các bạn này. Nhìn này.
Chứ nhà mình buộc như kiểu xúc xích này nhìn hay cũng nhỉ. Ăn luôn mà đoạn này có khi lại no luôn, tối không phải ăn cơm nữa. Như này như kiểu con sâu thon ấy. Bạn... Út ăn cả đoạn luôn này. Ôi, chảy nước ra Út. Ngọt nhỉ? Nó ngọt cái nước xong rồi mùi cái vị tỏi tỏi nữa. Hành nữa. Dai dai cái thịt bò nữa. Mùi hành nữa. Rất là ngon đúng không? Mùi cả hành nữa. Tiền trong đời để ăn dồi bò. Đây mình sẽ dừng máy để ăn tí đã. Dồi bò. Hai mấy mà một khoai. Mười mấy nồi bánh chưng rồi mới được ăn. Mình dồi bò à? Bảo mười mấy rồi á? Mười tuổi. Mười tuổi à? Bánh chưng mới được ăn dồi bò. Còn mình là gần dồi bò. Một chút nhưng mà mình sẽ cố xé cái này quá này. Toàn thi chứ mà. Không nhận dễ chín luôn nhỉ. Nếu mà mình làm cái đoạn dồi to to hơn nó cũng rất là nhanh chín rồi các bạn ạ. Khả năng món này nên làm đấy các bạn ạ. Ăn ngon dai, ăn như lạp xưởng luôn đấy. Nếu mà để ý kỹ là không còn có mùi thịt bò nữa phải không? Lẫn lộn nữa. Lại không mùi cái ấy bò nữa. Không mùi thịt bò nữa, nó lẫn lộn hết rồi. Mùi lòng bò á. Đúng rồi. Nhưng mà phải làm ruột non thôi các bạn ạ, đừng có làm ruột to quá. Hôm nay như này là cũng to quá đấy chứ đúng không? Ủa nạc chắc chắc xịt luôn này. Con này mắm nhiều. Nhiều chưa? Đoạn nhiều đi. Xin. Ăn đi con. Còn nạc các bạn. Này. Rồi hết rồi các bạn ạ, còn có hai miếng này. Hai miếng này mình để phần bố mình một miếng và mẹ mình một miếng. Chúng ta kết thúc video này ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình nhé.